Dạ, con xin chào bên chủ và tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay ạ. À. Dạ, trên tay con là có cầm bốn quyển sách. Một cuốn sách đó là quyển 1 tu theo pháp môn nào của đạo Phật để giác ngộ, và cuốn thứ hai á là huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông. Mời quý vị xem. Cuốn huyền ký rất dày, nhưng mà cái này bà cô con là đi quét rác lượm được, và vô tình đó thì cũng trùng hợp với con là con nhận được cái này. Thì con muốn trình bày với mọi người đây là khi mình tạo công đức tạo như thế nào là đúng. Hiện tại của huyền ký, con biết thiền tông con rất quý cái này, con coi như đây là báu vật mà người ta như vậy xé, và đây là huyền ký bị xé cuốn rất dày, và đây là quyển 1, hai quyển bị xé như vậy, và ở trong này bị bôi rất là nhiều, rất là con rất đau lòng. Nhưng mà con muốn hỏi viện chủ một câu thế này là những vị như vậy vứt quyển sách huyền ký quý như vậy thì những cái vị đó có bị gì không? Dạ, thưa viện chủ. Cái người xé sách thì đương nhiên là giống như con cho vàng mà con tao không xài, tao dục đi. Thì cái chuyện đó đó, bây giờ nếu mà nghe mà còn không được thì có thể ông Phật tới có thể mà thấy được. Còn nếu xé thì 1 triệu Phật tới chưa chắc, chưa lại gần nổi đâu. Bên cái này bây giờ bắt đầu cái hộp xoàn người ta bắt đầu ta đưa cho ta phát cho từng người mà không chịu lấy, thì bây giờ không phải một ông Phật nữa đâu, mà mấy ngàn Phật nữa chưa chắc lại trở lại. Đó là theo nhân quả mà mình từ chối thì vĩnh viễn đi theo. Bởi vậy thành ra ông Phật ông nói đó, cái pháp môn này nè giống như là mò kim đáy biển Thái Bình Dương vậy, con nên nhớ nè. Trong cái chậu cái thau cái sông thì còn dễ mò, nó một giữa thấy biển Thái Bình Dương đi mò kim. Mà bây giờ mình có cái duyên lớn, mình được hiểu cái này mà bỏ nữa thôi thì ngàn đời cứ đi thôi. Mà đi ở chiều âm mà chứ không có nói đi chiều dương được không. Những người này hoàn toàn không ẩu phước đức được, chỉ là tạo âm đức để rồi đi theo cái dòng âm đức thôi, đi liên tục đi vào dòng ác thôi. Thì cái này là cái bởi vì bữa nay nói để cho người ta biết rồi, anh muốn xé cái thoải mái thôi, đâu có sao đâu, đâu có thua gì cái chuyện này. Nhưng mà cái nhân quả nó khủng khiếp lắm, nhân quả mình hiểu được nó khủng khiếp lắm, chứ không phải đứng bình thường đâu. Chứ không phải mà nói bỏ 2-3 triệu cầu an cầu siêu xong có cái chuyện đó đâu. Chuyện đó là giữa thế gian người ta lừa với nhau thôi, ông Phật mà còn không làm được, còn mình làm được. Mà bây giờ quyền ký đã công bố ra, mà ta công bố bằng sự thật. Nếu mình không đồng ý lợi để hỏi thì hỏi coi có phải cái quyền ký này thật hay là giả, không không được thì trả lại cho ta. Thế tại sao xét? Cái đó là tự mình nghĩa là đeo cái trọng vào cổ thì ráng chịu. Rồi thì con hỏi tiếp đi. Dạ, qua cái lần này có 4 cuốn sách bị xé như vậy thì con cũng muốn nhấn mạnh rằng là có một kiến nghị nhỏ của con là 4 quyển sách này bên ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có thể đóng khung lồng kiếng và để ở góc nào đó ở trong chùa để cảnh tỉnh mọi người, những vị đang tu thiền tông, rằng khi tạo công đức phải tạo bằng trí tuệ chứ không phải tạo bằng mù và tìm hiểu rõ. Muốn cho ai thì mới cho chứ không thể nào là như vậy, hại mình và hại người. Dạ, còn câu hỏi thứ hai của con muốn hỏi á là con có nghe một đoạn ghi âm có một vị thiền gia nói như thế này, và vị thiền gia đó đã được phong thiền rất là lâu, nói với những cái vị mà trợ duyên cho họ đó, khi về Phật giới, khi mất cái thân này có 8 con đường về, và khi mất cái thân này 8 con đường đó, khi mất thân rồi chính tôi là chính vị thiền gia đó sẽ là người dẫn cái vị mà được trợ duyên đó về Phật giới, và khi về Phật giới sẽ được gặp những vị tổ, vị Bồ Tát. Thì vị thiền gia đó nói như vậy có đúng hay không thưa vị chủ? Trong khi đó con nghe cái bài mà dẫn dò không phải là như vậy, nhưng mà một vị đã là phong thiền rồi thì không đơn giản mà nói những cái câu nói như vậy được. Thì con muốn hỏi là vị thiền gia đó nói như vậy có chuẩn hay không thưa vị chủ? Bữa nay á là giải đáp gọi là chuẩn hóa thiền tông. Thì cái này là nhiệm vụ của ban quản trị, cái phụ trách á, phụ trách hành chánh lo cái chuyện này. Thì cái cháu đề nghị cái này thì cũng rất tốt để cảnh cáo những người nào thà mình không tu thì thôi, đừng có hủy hoại cái này. Giống như bởi vì Đức Phật nói giống con nít á,
cho hộp kẹo đó, cho vàng nó không chịu mà nó thích kẹo thì cũng phải. Nhưng bây giờ nó đã thành con nít rồi, năn nỉ kiểu gì, cắt nghĩa cái gì, kiểu gì nó cũng không nghe đâu. Thì cái này là bởi vì công bố ra để là chi, để cho tất cả những ba mươi mấy cái đầu của ban quản trị tùy suy nghĩ để mà lo cái chuyện này nha. Là vì cái chùa này đó nó gần hoàn thiện rồi thì nó sẽ có những cái kho tư liệu này. Thì con đề nghị gì thì cũng rất tốt, thì thư ký cũng nên ghi nhận cái này để rồi thực thi. Mình đóng một cái tủ, đóng cái tủ để cho biết rằng rồi mình nói như thế nào đó. Cái này là sách này là ta dẫn về Phật giới chứ không phải là chuyện lơ mơ đâu, chứ không phải là giống như cái sách của vật lý mà tu được này được kia, không có đâu. Thì con đề nghị thì rất tốt. Thì giờ bà thư ký cũng nên lập biên bản xong rồi thực thi sau này. Còn cái ý thứ hai của anh hỏi là một vị đã được phong thiền tông gia rồi, thì đã phong rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái vị thiền tông gia này lại đi nói với những Phật tử ở trong chùa là sau khi mà xả thân tứ đại á, thì cái vị thiền tông gia này sẽ dẫn đường cho những cái người của họ đã yểm trợ đó về Phật giới. Như vậy là có đúng hay là sai? Không đúng không sai gì hết á, mà phải hiểu thế này nè. Một người về Phật giới phải một vị Phật ngày xưa đưa vô, ông Phật đó phải bắt buộc là phải dẫn về, chứ không người thứ hai được. Thì ngày xưa ông Phật Thích Ca vô đây là ai giới thiệu? Ông Viên Đăng giới thiệu vô. Thì khi về ông Viên Đăng dẫn về, chứ làm sao Thích Ca biết đường đâu về. Mà đầu tiên trái đất này thành lập là Quan Âm Dương, ông Quan Âm Dương đầu tiên không có dạy này, mà ông tự nguyện vô đây, ông phá vỡ toàn bộ cái quy luật này để ông dẫn. Từ sau đó ông mới truyền lại cho ông thứ hai. Bây giờ nói xin đâu mình thiền gia mà làm gì, tôi còn không đủ tư cách. Tôi đứng ra tôi phổ biến mà tôi không đủ tư cách dẫn. Mà nữa là tôi không có người dẫn tôi về ha. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện đặc biệt tôi không nói. Mình chưa lo cái mạng mình chưa xong mà bày đặt nói dẫn về bên đây là cái tính cách lừa người. Tôi nói thật ra bên này tôi dẫn nó đừng bình đừng có quá đi. Ông Phật còn không dẫn được, ông Phật Thích Ca mà không nói được cái chuyện này, mà mình mới một thiền gia mà. Xin lỗi, thiền gia nó đâu có bằng ông tổ ngày xưa đâu. Mà mình nói vậy nó quá đó. Bây giờ nói hỏi tất cả gì tôi nói hết để là chuẩn lại. Rồi sau này tôi sẽ ra những cái quyển gọi là chuẩn hóa thiền tông, tặng không có bán. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cũng xin cảm ơn vị chủ. Vậy theo con hiểu, khi mình tu pháp môn thiền tông, mình không nghe bất kỳ một ai mà mình phải nương vào chính mình và kiểm chứng thật rõ ràng thì mình mới tin. Không chắc là cái vị đó hoặc là hình tướng vị đó là thiền tông gia hay Phật gia. Khi mình muốn tu thiền tông là mình phải dựa vào chính mình và không nghe bất kỳ ai. Dạ con xin cảm ơn vị chủ ạ. Cảm ơn quý vị. Kính chào thầy, kính chào ban quản trị chùa. Con xin có về câu hỏi để hỏi thầy là ngày xưa khi Lương Võ Đế, Vua Lương Võ Đế có hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tôi cất rất nhiều chùa to, vậy có công đức hay không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không công, không đức. Hiện tại bây giờ con thấy có một số thầy cũng có nhiều cái chủ trương là cất chùa to, Phật lớn. Nhưng mà thầy này khác cái là có nhiều đệ tử giỏi và rất nhiều người cúng lại. Vậy hỏi vị thầy này có phước đức hay công đức gì không à? Thế giới vật lý này á, cái gì làm cái gì nó cũng có kết quả hết á. Ví dụ các cái chùa to mà giảng về giác ngộ giải thoát á, thì có công đức. 10 người hiểu thì 10 công đức. Còn mà các cái chùa mà A-di-đà Phật á, là có phước đức dương để vãng sanh lên cõi trời sống. Còn nếu mà các cái chùa mà gọi là mật trú á thì có phước đức âm, khi chết được làm thần. Bây tại sống rồi thì mình đã có thần thông rồi thì chết làm thần vô ở. Còn nếu mà cắt cái chùa ra mà mê tín gì đó là ác đức. Nên nhớ phải ba cái thôi này: công đức,
phước đức dương, phước đức âm và ác đức. Phải nên hiểu qua chỗ này. Các chùa gì Đức Phật không nói, nhưng mà nói cho biết rằng quyền ký phước đức. Đức Phật nói rằng các chùa thì Đức Phật khuyến khích cho phải không? Hãy muốn hưởng phước đức dương thì tu tịnh độ, phước đức âm thì tu mật chú. Còn muốn có công đức trở về Phật giới, nhưng mà muốn trở về Phật giới không phải dễ. Phải đợi công bố quyền ký ra, rồi đồng thời ta mới chỉ con đường về, do một vị Phật dẫn đi mới giải thoát được. Con thỏa mãn con nói không? Không thỏa mãn con hỏi tiếp. Dạ con thỏa mãn. Tôi kính sư viện chủ, tôi cũng tu mật chú tâm cũng lâu rồi. Nay tôi chuyển qua tu thiền tâm. Tôi đêm nằm mơ nhiều khi cũng thấy có Phật Di Đà thường xuyên, nhưng mà ý thưa viện chủ, tôi có được kính tánh hay không? Tu mật chú tâm thì do muốn gì là một vị thần hiện cho mình thấy thôi. Kính tánh không phải chỗ đó đâu. Cái đó là do vị thần thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình, chứ không phải là kiến tánh đâu. Muốn kiến tánh đó là tự mình. Trong kinh Đức Phật có nói cái đạo này, anh muốn kiến tánh là tự anh uống nước nóng lạnh tự anh biết, chứ không có diễn tả được. Chính cái chỗ này mà Đức Phật nói là trong 49 năm ta không nói được cái chỗ này. Rồi ở trong kinh người ta nói là Đức Phật không có nói, chứ không phải là không nói được. Chuẩn là bởi vì bữa nay là chuẩn quá là cái lời dạy Đức Phật trong cái gì tới cái chỗ đó đó không nói được, chứ không phải là không nói, không nói được, không diễn tả được. Thì ông sớm sau cùng nói là uống nước nóng lạnh tự biết. Thì cái còn cái kiến tánh đó, không phải đơn giản đâu. Cái kiến tánh là tự mình thấy bằng tánh Phật của mình, mà tự mình thấy mình biết. Nhưng mà trong cái quyển quyền ký có nói là thấy mà một cái này nó ăn cắp theo cái lục tổ Huệ Năng đó. Trong kinh Pháp Bảo Đàng lục tổ Huệ Năng, khi nào mà anh thấy nó trong suốt đó là đúng á, và mà thấy có cái vợ gì trong đó là vợ vị thần á, mà cái đó là còn ổng gượng gạo ổng nói thôi, chứ còn thấy trong suốt là trong sao nó khổ. Chứ bây giờ không phải cái thấy mà thấy trong suốt không phải mình đâu, mình tự mình thấy đâu. Vì ham muốn quá ông thần ông cũng cho mình thấy, nhưng mà cái ẩn của trong đó ông khó phát hiện lắm. Ông cũng cho thấy trong suốt á, nhưng khó phát hiện lắm. Thầy bây giờ mình cứ làm chủ, bây giờ muốn về Phật giới không cần thấy kiến tánh gì đây. Bây giờ đó, hồi xưa mình không biết kiến tánh để rồi biết. Bây giờ không kiến tánh, quyền ký đã nói ra rồi, tánh Phật 4 thứ, tánh người 16 thứ, dụng công bị luân hồi, ham muốn luân hồi, muốn không luân hồi buông hết. Đây là cái căn bản của cái tinh hoa đạo Phật, nó nằm ở chỗ này nè. Chứ đâu phải mà nói mong cho kiến tánh này kia. Nếu mà hồi xưa không kiến tánh á, thì kiến tánh để mình biết. Bây giờ quyền ký đã nói rõ ra hết rồi. Hồi xưa bây giờ hỏi gì chứ, bây giờ những người tu hỏi chứ tánh Phật sao không ai biết, mà tánh người sao không ai biết, giải thoát sao không ai biết. Bây giờ tất cả này, tánh Phật, tánh người, giác ngộ, giải thoát, tánh đó trắng như ban ngày. Mình nương theo đây, mình sống, rồi mình thực hiện đúng. Hồi xưa cái gì vô cái biểu cũng là công đức, cái cũng công đức, cái gì cũng công đức. Bây giờ ta đã nói rồi, công đức là mình giúp cho người ta giác ngộ giải thoát, phước đức là cho người ta an vui, ác đức là mình hại người ta. Đó nó ba cái vế rõ ràng. Thì mình biết rồi, đâu cần kiến tánh. Nhưng mà đây hoàn toàn không ai kiến tánh nổi đâu. Nó thật là gì, nói là phải nói cho biết hết vậy thôi, chứ sự thật không ai kiến tánh nổi đâu. Kiến tánh là có những, bây giờ ông Xá Lợi Phất nhờ Đức Phật mới kiến tánh nổi, chứ không có Đức Phật ông Xá Lợi Phất cũng không kiến tánh nổi đâu. À, ông nên nhớ rằng, anh cũng nên nhớ rằng tất cả này rất khó. Bây giờ công bố này ra rồi, có thắc mắc gì cứ gửi thơ về chùa Tân Diệu, người ta sẽ tận tình ta giải. Nhưng mà nên nhớ rằng hỏi là phải cho sát sao, chứ đừng có hỏi chuyện trên trời đó. Tôi tu thấy này thấy kia, đừng có hỏi bắt công lắm. Trong kinh đã Phước Phật nói rồi, cái gì mà thế gian này là có tướng đều là hư dối hết, đừng có tin ra trong này. Rồi chứ ông nào mà xin tôi là
này kia nọ, tôi lại xá chạy trốn ông đi, ông nào xưng đó, trong kinh Kim Cang nó nói rồi, nếu người nào thấy mình được chứng thánh là người đó là kẻ tà đó, trong kinh Kim Cang nó rất rõ, thấy chứng thánh là bị quần tà. Đó giờ từ trả lời anh giờ có đồng ý không, đồng ý cứ hỏi đi. Dạ, kính thưa viện chủ, kính thưa ban quản trị cùng với tất cả các cái đạo hữu ở trong hội trường này. Con là Nguyễn Xuân Thủy ở trong Sài Gòn. Thì cũng rất may mắn là con có được cái tập sách mà của thầy Nguyễn Nhân viết ấy. Thực sự là cuốn sách nó rất là quý đối với con. Thì bản thân con cũng cầu tìm mấy con đường giải thoát cũng đã lâu. Thì đọc tới những cuốn sách này thực sự là con rất là cảm động. Thì hôm nay con cũng ao ước là đến chùa để gặp viện chủ, và cũng có một vài cái thắc mắc của con để con muốn rõ thêm, thì mong viện chủ cho con cái giải đáp. Thứ nhất là cái nguồn gốc cái tập huyền ký này, theo như con biết là nó được từ Đức Phật thì đi qua nhiều đời tổ rồi cuối cùng đến Việt Nam và đến Long An này. Thì cái thắc mắc của con là làm thế nào để biết được cái tập huyền ký này là được truyền mà từ nguồn gốc từ chính Đức Phật và nó không bị tam sao thất bản, và cái gì để chứng minh được cái điều này. Thì như vậy để Phật tử người ta có niềm tin sâu sắc hơn về cái mà mình phổ biến sắp tới. Nói đúng ra tôi nhận cái tập huyền ký này tôi cũng nghi chứ không phải không đâu. Dạ. Nhưng mà sao tôi chữ lại thế này nè. Ông Quỳnh Thạch ở số 82 đường Trần Quý 11 bây giờ đó, ông chúc tôi, ông nói bằng tiếng Trung Quốc, tôi ông đọc cho tôi viết ra tiếng Việt Nam. Thì cái tiếng cái này là của bà Võ Tắc Thiên cho viết ra, thì nó đã có nghĩa là tập huyền ký đã đổi thay da đổi thịt rồi. Sau đó đó bà Bút Trà, nhà báo Sài Gòn Mới đó, số 2 Phạm Ngũ Lão trước cửa chợ Bến Thành đó, đăng cái vụ này. Thì bà đăng ra, tôi lấy từ cái gốc của đăng chứ làm sao tôi biết được cái kia. Mà khi tôi về đây thì sư Đức Sao ông đưa cho tôi một cuốn cũng viết bằng tiếng Việt Nam, cũng do một người viết chứ không phải là tiếng Trung Quốc. Nếu mà tiếng Trung Quốc thì lúc đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi có cái suy xét như thế này, thì tôi không tin đâu. Tôi tất cả từ xưa tới giờ nghe ai cũng nói cái tam giới, nhưng mà không có giải thích cái tam giới cái nào. Thì trong huyền ký là nói cái tam giới nó vậy, nó có bốn cái dòng nội và một dòng ngoại bảo vệ, mà nó luân chuyển bằng điện từ âm dương. Tôi thấy nó lạ, nó khác lại với mấy cái. Rồi sao nó chỉ bằng tánh Phật, tánh người, nhân quả, luân hồi rất bài bản. Có nghĩa là không có thể vẽ được bất cứ cái gì trong cái huyền ký này. Thì tôi tạm tin như vậy. Nhưng mà khi tôi nói thật, bây giờ tôi không nói ai, có nhiều vị ở Sài Gòn, tôi đến tôi hỏi, đưa cái này ra, hoàn toàn không biết. Tôi nói thầy từng du học bên Ấn Độ, bên Nepal về, tại sao thầy không hiểu cái này? Ông chê tôi liền, ông nói cái này lộn ở đâu vậy? Tôi nói trục báo tôi lấy ra. Đó có nghĩa là ta không có khả năng này. Nhưng mà bây giờ mình căn cứ vào cái chỗ này nè, dùng cái đầu khoa học của mình á, và tất cả ở đây ai biết, có trước khi mà huyền ký chưa ra, ai biết tánh Phật là cái gì? Hỏi Phật là gì? Giác tha, giác hạnh, viên mãn, vậy thôi. Chứ không biết giác tha là giác cái gì, giác hạnh, viên mãn là cái gì, chưa biết cái cấu tủy đó. Mà bây giờ huyền ký đã nói công bố ra nó rõ ràng, thì mình căn cứ vào mình, cái này mình tin thôi. Bây giờ bởi vì trong cái huyền ký tôi viết ra, tôi nói đây là một cái tài liệu tôi lấy rất nhiều nguồn. Bây giờ quý vị đọc, nên đọc suy xét bằng trí tuệ, đừng có trinh cái quyển ký này liền. Mở đầu cái quyển ký tôi đã nói cái này rồi. Thì bây giờ thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi công bố ra thì tôi công bố ra thôi. Bây giờ tôi bởi công bố ra, anh em cái nào hay hơn thì tu. Mà Phật không biết là ổng dạy sáu pháp môn vậy đó, cái nào hay hơn thì tu. Chứ giờ anh hỏi giờ kêu bằng thật thì sao biết. Tôi nói thật á, mấy ngàn năm làm sao. Mà trong khi á, kêu bằng ngôn ngữ Việt Nam mình có là tam sao thất bổn, chứ ba lần nói là sai.
ở nhà mình ra chợ đi về nói còn sai. Thì suy nghĩ đó, thì bây giờ mình dùng cái trí tuệ mình nghe mình coi, chứ bây giờ đi tìm cái nguồn gốc. Mà giờ nếu mà nói nguồn gốc là tiếng gì, nếu mà đúng cái nguồn gốc của nó là phải là cái tiếng của cái nước Ca Tỳ La Vệ ngày xưa đó. Mà hồi xưa nước Ấn Độ là nó chia ra 18 nước, Trung Quốc chia 6 nước, còn mình ở đây là kêu bằng hồi vào cái thời đó đó cũng đầu 5-6 nước rồi, nước Việt Nam chứ đâu phải là ở đâu. Thành ra thôi bây giờ nói cái này, bây giờ tôi nói nghe suy nghĩ đúng thì tình, có đường nào giải thoát được đi tìm đường đi, còn ở này không được thì trở lại thì đi. Chứ nên, nhưng mà có một điểm đó, người ta dẫn mình đi, mấy ông thầy dẫn đi đừng có đi. Ông tốt ông dẫn đừng lấy tiền thì được, ông dẫn lấy tiền thôi được đi. Ông lấy tiền mình là tới nhà ông lừa gạt mình rồi, thấy không? Thành ra tất cả những gì cái người ta tu thủy, người ta không xài tiền, đúng gốc là không xài tiền. Nhưng mà giờ ông nào không xài, ông nguyên thủy nào về các cái chùa to ấy mà không có tiền sao cắt. Đúng nguyên tắc nguyên thủy là ông phải ngủ tu ngoài liều lá đơn sơ chứ không ai vô cái chùa đâu. Và bây giờ thầy thì vô dính vật lý rồi hoàn toàn nó kéo, vật lý nó kéo anh có thỏa mãn không? Thỏa mãn thì hỏi tiếp. Dạ, cảm ơn viện chủ. Nhưng mà cái nguồn gốc cái cuốn này là từ Ni Sư Đức Thảo, trước đó là ở đâu truyền cho Ni Sư Đức Thảo nữa? Đưa tôi mới về, hồi đó là tôi biết đánh máy, gọi là hồi đó là tôi lô ngáp á, về đánh cọc cọc ra. Rồi sau này cái tôi quay Romeo, tới khi mà tới vi tính tôi mới chuyển qua vi tính. Nhưng mà nói đúng ra nó cũng sai nhiều lắm cho phải anh. Có nhiều người đi tới dịch sai, nhưng mà tôi biết, khi tôi đọc lại tôi biết, tôi chỉnh lại luôn. Có nghĩa là quyền ký này cũng có thể chỉnh chút đỉnh, là gì giữa cái ngôn ngữ của người Trung Quốc với người Việt Nam nó khác. Thành ra tôi chỉnh theo cái ngôn ngữ Việt Nam. Mà hồi xưa nó thật, khi mà tôi viết cái này tôi có đem tôi trình cho Mai Thọ Truyền, tôi kêu vợ ở một chú, rồi có ổng còn còn học chung với tôi. Ổng nói còn anh tới mà đầu tới đây tôi còn nhờ chú chỉnh giùm con thôi, chứ còn chú không đừng hỏi cái nguồn gốc này. Ổng là tu bằng tông mà, ông ra tập tiền tu bằng tông mà, chứ đâu phải lấy đâu. Ổng là hồi xưa là gọi là văn hoa kêu bằng có tiếng nhất ở Sài Gòn ngày xưa, các cái chùa Xá Lợi đâu phải nhỏ đâu đó. Thì hồi xưa là ổng cái gốc ổng là người ở Phan Thiết á, ổng chuyên môn bán nước mắm nước mắm Phan Thiết. Rồi giờ cái đất rồi bây giờ thằng cháu ổng là giờ nước mắm Liên Hương, bây giờ đó là cháu gốc, cháu nội gốc ổng. Bây giờ nó cái chùa đó nó giao ở cho cái ban quản trị chùa. Vâng, thì con cảm ơn viện chủ. Thì thì cái này thì tôi trong đó tôi có nói rồi, là ai có một vị nào đưa cho đi đưa thì sư đi đất thảo, chứ còn tôi lúc đó tôi về đây, tôi đi học ở dưới, tôi về đây vẫn mới đưa tôi. Tôi nói là có mấy anh em lận mà không ai hiểu, anh chị tôi cũng hiểu được cái này. Mới đưa tôi nói tờ ở cái này con có rồi. Nó nói mày kiếm đâu gì hay vậy? Nó nói không biết, con đi hiểu, con, chú Thành đóng cho con. Ông Thành là người Tàu, người Trung Quốc, nhưng mà qua đây vào năm 49 á. Thì ông lấy cái bà cô của tôi, thì tôi mới tới ổng. Thì giữa có cái tình cảm gì ổng mới thương tôi mới cho. Chứ ông Thạch là tới lúc cô tôi thứ tư, ổng mới lấy bà cô tôi, thì tôi kêu ổng bằng dượng. Bán ra thì ai lớn tuổi, cái tiệm thuốc Hoa Nam ngay chỗ Chợ Thiết, hồi đó có tiếng đức để dùng rồi đó. Bây giờ ổng qua Mỹ, ổng chết rồi, mới chết 2 năm rồi. Mình hỏi tiếp đi. Công sức của viện chủ rất là lớn, cái đấy rất là quý. Ý con chỉ muốn là khi mà mình chính danh được cái đấy thì những cái người khác họ đến tìm hiểu, họ không có thắc mắc về cái đó nhiều nữa, thì mất công mình phải nói tới nói lui rằng là đúng hay không đúng, rồi phải hay không phải á. Nhưng mà đối với con thì cái bản mà sách của viện chủ là nó thật sự là vô cùng tuyệt vời, và con thấy rất là trân trọng và quý những cái quyển sách đấy. Thì cái câu thứ hai, con trong khi đọc sách thì con thấy là trong viện chủ con nói là trong tập huyền ký này viện chủ mới chỉ nói là công bố chừng khoảng 40-60% á. Như vậy thì cái phần tinh túy còn lại là
60% hay là 40% ấy thì viện chủ đã công bố hay chưa? Hay là khi nào mới công bố, mà trong 11 quyển sách đấy đã có đủ những cái thứ đó chưa, hay là còn một phần nào nữa mà viện chủ còn cất lại mà chưa nói ra? Thì mong là viện chủ giảng thêm về cái này. Mục đích của Pháp Môn Thiền Tông này là Đức Phật phân tích trên trái đất này, tam giới này, mở con đường trở về Phật giới. Đó là đã là 60% nằm trong quãng này. Còn 40% là nó nói về cái vấn đề mà nó kẹt đó, là nó bích lòng nha. Mà giờ thầy nói phải nói vậy chứ bây giờ nói thật sự thật, 40% tôi cũng không dám nói đâu. Bây giờ nếu ai ấy bây giờ nói ra rồi nó truy cái ai nói cái này nó quan trọng ghê lắm. Bây giờ tôi nói thiệt này, ổng nói là bây giờ từng thời gian một ai làm cái gì đâu cũng nói hết luôn cho mình. Rồi giờ nói sao? Bây giờ tôi có nói là nếu mà nhà nước ấy thì tôi kê khai nhà nước đứng công bố, tôi không công bố. Nói nhà nước sưu tầm, nhà nước kiếm chứ tôi không làm, chịu. Nếu mà nhà nước chịu tôi đọc cho nhà nước công bố. Chứ bây giờ cái này, bây giờ quan trọng mình nhất á là cái Thiền Tông này. Hồi đó mình ở trên này gọi là mình vô minh, mình không hiểu gì hết á. Rồi bây giờ á, ta chỉ nè, quy luật nhân quả luân hồi, cách thoát ra tam giới càn khôn vũ trụ, Phật giới ở đâu, tam giới tổ chức như thế nào, con người hình thành như thế nào, con người mất đi rồi tánh người nó tan rã như thế nào, nó rất rõ. Đây là cái tài liệu rất quý giá. Mình tu đạo Phật chỉ mong được cái này thôi. Để chi? Để nó phá tan những cái mê tín. Bởi vì khi mà công bố quyền ký ra rồi thì nó dẹp mê tín rất nhiều. Vì thế mà cô Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng có nói, tại sao nó tà đạo mà mấy chục ngàn người xem, 30 mấy ngàn người xem, nó có phản ứng. Nhưng mà cổ không có ngờ rằng là cổ nói như vậy mà người ta tìm đến cái chùa này, ta tìm sự thật. Tìm thì ta mới có giác ngộ rồi mới hiểu được cái này. Còn nghe người ta nói rồi cũng không biết là nó tà đạo, mình cũng hùa theo tà đạo không biết. Muốn tà đạo thì lại đi hỏi cái chánh đạo là cái nào, lại đi tôi hỏi, tôi giải thích thì nghe chánh đạo là cái gì. Nghĩa là chỉ cái nhân quả luân hồi là tà đạo, vậy là còn cái mà nhân quả luân hồi của Đức Phật dạy là cái gì? Là ở đây hai cái này đấu chắc chứ coi. Bây giờ tánh người nó vậy, anh giải thích, thầy giải thích tánh người thì sao, tánh Phật sao? Còn muốn thoát ra ngoài nhân quả luân hồi thì sao? Đó, cái này là ta nói từng chi tiết, không tôi thấy là không sơ sót một chút nào. Mà tôi hồi xưa đó cũng ngang lắm chứ không phải đâu. Tôi muốn dạch cái này ra thử coi có cái nào, có ai mà phản bác nổi này không? Được, không ai phản. Tôi đã từng thử rồi, tất cả những người tôi thường, trước khi tôi viết ra quyển sách này, tôi đã thăm dò tất cả mấy ông thầy gọi là có tiếng hết. Nhưng mà ông không hiểu, mà tôi đâu có đưa cho cái quyền ký này, nhưng mà tôi vô tôi hỏi không nào trả lời được hết. Mà hỏi ông hơi động, ông cục đường luôn, ông không trả lời được. Bây giờ nè, anh coi nè, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Hỏi chứ giác ngộ là cái gì? Bây giờ giác ngộ này hiểu biết con người anh từ đâu có. Trong này cái Đức Thích Ca đã nói rồi, con người từ đâu đến thế giới này. Ông Thích Ca có hỏi câu đó mà giờ đâu ai biết. Nhưng mà giờ quyền ký nói ra biết con người từ đâu có, rồi con người chết sẽ đi về đâu, mà muốn bỏ thân con người phải như thế nào. Bỏ cái, bởi vì người ta làm A-la-hán, người ta tưởng giải thoát, tới giải thoát là giải thoát mới có 4/5 thôi. Có nghĩa là tứ đại giải thoát, còn cái trung ấm thân hoàn toàn không giải thoát được. Anh muốn giải thoát trung ấm thân là phải vô trung tâm vận hành, đúng không? Tự động nó phá ra, tự nó vỡ ra. Đó là cái quá hay chứ đâu phải. Mà bây giờ mình, tôi nói thật, hồi xưa tôi tìm cách tôi phá cái này mà không được thì thôi bắt được. Thì Thiền Sư Ni Đức Thảo bỏ tôi công bố rồi, còn công bố. Bởi vậy tại sao? Nói thiệt, mấy anh tôi giàu lắm mà không dám nắm cái này. Là vì giàu nhưng mà đều không có. Tôi là tại có cái nghề. Bà biết có cái nghề kêu bằng, người ta nói là ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay, là cái chỗ này.
Bà biết tôi chắc chắn sẽ làm được cái này mới giao cho tôi. Anh hỏi tiếp đi. Con cũng rất là khao khát được mong biết được cái 40% ấy, thì mong rằng là vị chủ viết lại hoặc để lại cho hậu thế sau này á. Anh có quen chính quyền không? Anh lại mời làm cho tôi lại thôi. Ông nào phải cập trung ương á, nói là đây tôi đọc cho đọc thì 40%, thì để con tìm cách. Nó tìm cách thì, nhưng mà ví dụ như con đến con xin được nghe được không ạ? Ngọc riêng thôi ạ. Nhưng mà công bố này anh mặc áo giáp rồi nha, chứ còn anh mặc áo này nó bắn anh lủng luôn. Biết rồi, chết sống thì để vậy, mà chết thì mang theo thôi, không có nói lại. Anh gan nó lại đây, xong rồi có giấy rồi, tôi sẵn ai đó ký tên, tôi sẵn sàng công bố này, tôi cung cấp đủ con. Hôm nào con xin gặp viện chủ ạ. Rồi còn một cái nữa là con xin muốn hỏi rằng là mong rằng là viện chủ khai thị cho những cái pháp mà của tu thiền tông này á, thì trong khi con đọc thì có rất là nhiều đoạn rất hay, nhưng mà nó có những cái quá trình hay lặp đi lặp lại, thì nó có những cái đoạn thì không cần thiết phải đọc hết. Nhưng mà ý con muốn là giá như có một cái bản nào đó mà nó nói được cái tinh túy mà ngắn gọn hơn á, tức là chỉ thẳng luôn là thuyết như thế nào, hành như thế nào để mà giải thoát giác ngộ thực sự, thì cái đó nó sẽ rất là giá trị và nó không mất nhiều thời gian để đọc hết tất cả 11 cuốn ấy. Thì không biết là viện chủ có dự định viết cái cuốn sách như vậy không ạ? Bây giờ là tất cả 11 dạ phải coi quyển số 9 đó. Tôi chuẩn bị tái bản, tôi sẽ nói lại rõ lại. Đâu coi cái quyển chứ đây, vì cái quyển số 9 là gọi là sách trắng thiền tông và cuộc đời của Đức Phật. Ông vô đi bằng đường nào, ông ra bằng đường nào, ông ở đây bao lâu thì có mình thì cũng giống với ông rồi đó. À, còn nói trắng thiền tông bây giờ tôi chuẩn quá, tôi nói rõ ràng là nó không có mập mờ như ngày xưa. Ngày xưa không dám nói thì nói có nhiều khi cũng có nhiều lâu lâu cũng lừa người chút. Bây giờ tôi chuẩn bị ra tôi nói. Cái đó xem quyết sách trắng thiền tông trong vòng 1 tháng 2 tháng nữa để sẽ có ra đó. Con cảm ơn viện chủ, mong viện chủ có sức khỏe để mà duy trì được cái dòng thiền này đến cái tột đỉnh của nó, thì là vô lượng công đức, con xin mong viện chủ giữ được. Cảm ơn đó. Dạ, con xin hỏi thầy vài câu để con không có bê lầm được. Thầy cho con hỏi là vị điều ngự giác hoàng á, lúc xưa là ngài cũng nhận được một quyển quyền ký. Vậy thầy cho con hỏi là cái quyển quyền ký mà lúc mà ngài nhận được á, nó có giống với quyển quyền ký của thầy viết ra hay không? Vậy nếu mà đúng thì tại sao lúc đó ngài nhận mà ngài không hiểu được, mà chờ đến khi ngài nó rơi vào bị tánh tịnh ngài mới hiểu được ạ? Bây giờ đó, trong cái quyền ký này nè, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, đến lời Long Nữ á, đến lời Long Nữ mới nhận mới nói. Còn ông Trần Nhân Tông á, ông không được, ông quyền được nói cái này. Ông biết chứ, ông biết nhưng mà không nói được là không phải nhiệm vụ. Là sao, tại sao không nhiệm vụ? Cái thời Trần Nhân Tông cách là 728 năm rồi. Cái thời đó, nó xin lỗi, 70 năm về trước, mình còn ngu gần chết á. 70 năm trước thì đâu có vụ điện thoại di động đâu. Điện thoại rần rộ, di động rần rộ ra mười mấy năm thôi. Thời Trần Nhân Tông nói điện từ âm dương ai nghe? Từ này nói điện từ âm dương người ta mới tin, người ta mới nghe. Thành ra cái nhiệm vụ này, thầy thiền sư Đức Sảo hậu trước cũng nói không được nữa. Nếu nói được lúc đó là chiến tranh, không nói được. Bây giờ hòa bình 40 năm rồi thì bây giờ mới anh em mình mới ngồi đây nói chuyện được. Chứ hồi nó xin lỗi, có hai phe đánh lộn nhau dám ngồi để nói không? Chết hết để đừng nói. Thấy không? Cái bằng. Thành ra bây giờ thiền sư Đi Đức Thảo nói sao? Giang sơn nối lại nơi đây một thiền. Có nghĩa là giang sơn nối lại thì chỗ này thiền tông mới phát ra được. Đó thì bây giờ thì nối lại mà tới 40 năm mới công bố ra. 42 năm mới công bố ra. Chứ không phải đơn giản. Cái này là quyền ký Đức Phật. Nhưng mà nếu mà quyền ký Đức Phật nói thật, ổng sẽ đem cái gì tôi không biết, nhưng mà bắt buộc cho cái người đó nói ra thì ổng phải có cái bổ bối gì đưa cho người đó. Chứ bây giờ này,
Bây giờ 23.000 cái quyền ký Đức Phật nó đem nó xé hết này. Có ai đọc cái quyền ký mà hiểu không? Chứ không hiểu đâu, có hiểu hiểu thấu được đâu. Vì trong nó còn cái ẩn ý của nó, trong đó là cái gì trong đó. Mà cái đấy, cái đó là gọi gì? Ta nói gọi là tuyệt mật của Phật giáo nằm ở chỗ này. Chứ đâu phải mà Trần Nhân Tông cũng công bố gì được. Mà lúc đó đi lên núi, đi ngựa, chứ đâu có vụ đi xe. Bây giờ mình đi xe, đi lên đi bằng cáp treo. Hồi mới giải phóng ngoài cũng trèo gần chết. Bây giờ có đầy đủ phương tiện mình nói đây để mới đưa lên mạng người nhiều người biết. Chứ hồi xưa biết cái mạng là cái gì? Mấy chục năm về trước biết cái mạng là cái gì? Điện thoại không biết là sao biết mạng? Thì tùy theo thời điểm. Bởi vì trong cái bài mà 92 câu kệ của Đức Phật nói về dòng chảy bạch nguồn Thiền Tông, em về đọc lại cái bài, nói từng chi tiết một. Nhưng mà ai sáng suốt đọc cái đó biết liền, từ giai đoạn nào biết liền. Rồi con hỏi tiếp. Dạ thầy xác minh là giúp con và con là, nếu mà thầy nói á, là thầy Ngài Điện Dự Chấp Hoàng đó, là khi mà Ngài đọc điện quyền ký á, là Ngài chưa cho đánh thế tịnh là Ngài vẫn hiểu đúng không ạ? Hiểu nhưng mà là cái thời đó không nói được, không có phương tiện. Dạ con hiểu rồi thầy. Vậy thầy cho con hỏi là thầy giải thích giúp con cái từ mà rơi vào bể đánh thanh tịnh Phật đánh đó, là mình hiểu như thế nào mới đúng rồi thầy? Cái đầu tiên là nói rơi là cho nó vui thôi. Chứ rơi thì phải rơi vào Phật giới, nhìn được Phật giới hoặc là bể tánh thanh tịnh nhìn được. Cũng như bây giờ đó, bây giờ mình ở đây, hồi nếu mà mấy chục năm trước thôi thấy bên Mỹ mình không thấy được đâu, nhưng mà giờ thấy được mà chưa qua được. Thì có điện thoại, có người thân ở bển nói đi, quay cảnh bển đó, bên đây mình thấy ha, gọi là nhìn thấy. Bây giờ mình chưa về Phật giới, nhưng mà người nào đây có công đức nhiều mở Phật nhãn thì mới nhìn về bên kia được, gọi là nhìn về Phật giới. Còn rơi thì rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Đó, bây giờ hôm nay ta nói là ta chuẩn lại những cái lời nói 10 quyển sách trước, ta chuẩn quá lại. Rồi trong đó ta kèm là chuẩn quá lại những cái lời của Đức Phật dạy 6 pháp môn tu. Ai muốn tu gì phải tu cho đúng. Giống như bây giờ, giống như nhà nước bảo á, anh mở cửa hàng thì anh ghi bán cái gì. Chứ hồi mà nhà nước mới tiếp quản thì anh bán gì bán, ông nói. Nhưng mà đã ổn định rồi, ổng bắt buộc là phải bán cái gì, phải ghi vào đây. Ha, con thấy hồi mới giải phóng á, nó cái bằng luật pháp nó rất bề bộn lắm. Bây giờ nó đã xong rồi thì ta mới chuẩn lại. Bữa nay cũng vậy, quyền ký đã công bố ra rồi, thì bữa nay là chuẩn quá lại tất cả các pháp môn dạy của Đức Phật, và kể cả lời nói của Đức Phật dạy. Chứ xưa muốn vô nói cái này nó ta không hiểu. Mà cứ nói thật ra nói mà không nói, nhà xuất bản biểu sửa mình cũng phải sửa thôi, sửa cho ý ổng, ổng mới cho. Mà ổng cũng đâu có hiểu nổi, ổng còn cãi lộn. Ổng nói tu 84.000 pháp tu chứ đâu có 6 pháp. Vì thôi mà ổng nghe ổng biểu mấy ngàn, tôi cũng ghi mấy ngàn thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mới chuẩn từ từ lại. Bây giờ có thể là chuẩn để chi, để cho người ta hiểu rằng Tinh Hoa Đạo Phật nó nằm trong cái quyền ký này nè, và nó nằm trong cái pháp môn Thiền Tông này nè, mới là Tinh Hoa Đạo Phật. Tinh Hoa Đạo Phật không phải võ mõ tụng kinh, Tinh Hoa Đạo Phật không phải là cúng tụng, Đạo Phật không có cái chuyện đó đâu. Bởi vì tại sao các nhà bác học thế giới nói là chỉ có Đạo Phật mới dám giải thích được là cái vấn đề mà cái vũ trụ này. Chứ còn bây giờ con thấy tất cả các tôn giáo khác đâu có dạy đâu. Tôn giáo khác dạy đơn giản thiên đàng địa ngục hai quê, sống lên trời làm phước lên trời ở, làm ác xuống địa ngục ở, có vậy thôi. Đạo Phật không phải vậy, mấy đường đi kêu bằng, nếu mà tính ra gì 13 con đường, 12 con đường luân hồi và một con đường giải thoát là 13. Còn nếu nói gọn là lục đạo luân hồi, trên trời thì mình cho là một, còn ở đây thì 5 con đường là 6 lục đạo luân hồi. Còn nếu phân tích ra trên các cái bằng các cõi trời thì nó tới 6 con đường chứ không phải một.
Còn dưới này thì cũng năm, nhưng mà kèm theo cái loại thực vật. Chỉ có thì quyền ký nó mới nói thực vật, chứ ngoài ký không chưa ra không được quyền nói thực vật này, không ai hiểu. Và một con đường giải thoát, trước nay tìm con đường giải thoát không ai chỉ, hoàn toàn không ai chỉ đường giải thoát này đường nào. Bây giờ ta nói rất rõ rồi đó, mà bây giờ mà nếu mà khi mà có truyền thiền ta mới nói cho rõ, còn nếu nghe đây thì chỉ nghe phớt qua thôi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ dạ thầy, con nghe thầy nói vậy là con biết chứ cái gơ vào bảy tám thanh định Phật tánh đó là chỉ gơ tới trung tâm nhân quả luân hồi thôi, chứ không gơ vào Phật giới được. Cho thầy cho con hỏi tiếp là nếu như mà một hình thành một kim thân Phật á là chỉ ở trong Phật giới mới hình thành, đúng không thầy? Đúng là kim thân Phật phải, bởi vì vô đó nó công đức nó mới nhuộm ra, thì cái công đức này là nó nhuộm ra, nó biến thể thành là một vị Phật màu vàng, thì nó gọi là kim và vàng á. Thân là cái hình thể, Phật là người toàn năng toàn giác á, thì chỉ nằm bên Phật giới mới được quyền nói cái này. Còn bên đây gọi là một thái tử tất đặt tu để được thành toàn năng toàn giác. À, sử dụng danh từ nó đúng vậy, chứ không phải Thích Ca đây. Mà ngày xưa ông Duyên Đăng nói là ấp về sau về với cái cõi Nam Duyên Phụ Đề thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, có nghĩa là thành Phật hiệu Thích Ca Văn. Nhưng mà ông hậu không nói cái giới sau, mà chỉ đây là toàn năng thiền giác mới trở về bên Phật giới, mới trở thành một vị Phật. Bây giờ mà gọi là ta chuẩn quá lại, hồi xưa là nói cắt ngọn. Cũng như cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là Long nữ thành Phật, thì mấy ông thầy ông nói giảng con rồng nó sẽ thành Phật, con rồng cái thành Phật. Mà bây giờ nếu nói con rồng cái thành khoa học nó chửi mày liền, súc sanh làm sao thành Phật được. Mà bây giờ quyền ký nó ra là một người nữ ở Đức Rồng dạy thành Phật đó, tại vì nó chặt có một chữ mà dịch nó đi sai bét. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hiểu, tại vì con hỏi câu hỏi đó là tại vì có một nhóm người á, bao gồm Phật gia, là họ tự xưng họ giống như một thân kim thân Phật vậy, và những người đi theo họ đó họ ca tụng lẫn nhau, cho nên hôm nay con mới nhờ thầy chuyển hóa lại thôi. Và thầy cho con hỏi tiếp là thầy là một kim thân Phật á, khi mà phân thân vào cái thế giới này để độ người á, thì khác với một cái Phật tánh lúc mà đi vô thế giới này như thế nào ạ? Một kim thân Phật á, bây giờ như ông Thích Ca ông về bển á, ông muốn gì đó, ông kêu có Phật nhãn mà nhìn xuyên qua cả tam giới luôn, mà nhìn đâu cũng được, thì thấy người nào mà muốn, mình nên nhớ là tất cả những người mà muốn tu giải thoát á, họ có cái nguyện, cái lòng phát ra thì nó có cái hồng quang, cái ánh sáng đó. Chỉ vì Phật mới nhìn, có Phật nhãn mới nhìn thấy được ánh sáng này thôi. Mà trong kinh á, nói cái này là cái gì? Những cái niệm nhỏ đó, cái đó là gọi là pháp trần đó. Pháp trần này như thế nào? Những cái bằng nhớ li ti thì nó nhỏ, nó phát ra mấy vị Phật mới nhìn thấy được, rồi ta mới phân thân là, rồi ta hỏi chứ thấy con mình là muốn gì. Nhưng bây giờ con râm râm con giấy, thưa Phật, thưa Bồ Tát, con muốn giải thoát, chỉ cho con, chắc chắn con người vậy, dưới điều kiện là quyền ký phải được công bố ra thì mới chỉ. Còn nếu mà quyền ký chưa công bố ra, hoàn toàn không ai biết cái này, thì quý vị cũng bỏ tay luôn, cũng không nói được. Bởi vậy thành ra khi mà quyền ký công bố ra thì chư Phật phân thân đến rất nhiều. À, còn nếu mà quyền ký chưa ra thì hoàn toàn thần làm chủ và nó dẫn mình đi thôi. Con hiểu không? Dạ con hiểu đó, thầy. Thầy con hỏi tiếp là sao thầy, theo con hiểu là một kim thân Phật á, khi phong thân vào trong tam giới này mà trừ trái đất này ra thì tất cả các cõi khác á, thì kim thân Phật đó sẽ phong thân giống như là một cái thân của vị đó. Ví dụ như phong thân vào cõi trời á, thì vị Phật sẽ phong thân đúng như một cái thân của cõi trời. Vậy thầy cho con hỏi là Đức Phật, cái kim thân Phật á, có khi nào mà phân thân rồi giống một cái sắc thân cái tứ đại của mình hay không ạ? Bây giờ cái tánh Phật á, nó là cái gì? Nó giống như cái bông bóng trắng bóng à. Nếu mà ở Phật giới á, một kim thân Phật nó giống như một cái bóng này à. Nhưng mà cái bóng đó, ta không phải sử dụng một cái Phật nhãn đâu,
mà trong cái bóng đó, cái bóng bóng đó nó thấy cái gì nó cũng thấy, cái gì nó cũng biết, cái gì nghe được hết á. Chứ không phải như mình, nó phải cấu trúc bằng cái con mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi, không phải vậy. Còn khi phân thân được rồi thì cái điện từ quang nó vô đây, nó muốn độ con người thì phải hiện một con người, muốn độ con thú phải phân thân giống như con thú, gọi là tùy duyên ứng biến. Nó có hiểu không? Bây giờ con hiểu cái phần đó không? Ý con có hỏi thầy là có là chỉ là phân thân giống như một giấc mơ của Đức Phật Thích Ca lúc mà gặp Phật Diên Đăng á, chỉ trong giấc mơ thôi, hay là ngài phân thân giống một sân thứ đại giống như con luôn nè? Có được hay không thầy? Bây giờ phân thân đó giữa ông Diên Đăng với ông Thích Ca đó thì phân thân đó, còn mình ở đây là gọi là ứng thân thôi. Ví dụ giờ con muốn mà con chưa biết cái pháp môn này á, thì nói giờ con muốn giải thoát thì tự nhiên không biết xui khiến sao con tìm cái chỗ giải thoát con đến. Cái đó là do vì Phật khiến con, gọi là ứng thân dẫn con đi thôi, mà con đâu có biết người ta đâu, tự nhiên con lủi con tới thôi. Nhưng mà khi mà con tới rồi con mới ôm nó lại, con mới nhớ rằng tại sao tôi lại đi cái này. Thì đó là do một vị Phật ứng thân tới dẫn con đi, thấy không? Còn nếu mà ứng thân quá thân gì là phải là một vị Phật quan trọng lắm thì người ta mới tới bằng cái hình thức đó, bằng cái hình thức cho chi giấc mộng. Dạ con đi hiểu thầy. Thầy con hỏi tiếp là một vị Bồ Tát á, khi mà họ phân thân để đi cứu độ chúng sinh á, thì họ là phân thân giống như một kim thân Phật hay là họ một vị thần? Bồ Tát không có phân thân. Bồ Tát dùng thiên nhãn khiến đi, nên nhớ này, không phân thân. Vì ở cõi trời, cõi nước tịnh độ không phân thân được, mà chỉ phân thân ở Phật giới, phân thân vô tam giới được. Các cõi trời không phân thân xuống đây, mà các cõi trời nó phân thân là dùng như con thần với con hồn ở đây nè, chứ không có phân thân đâu. Bồ Tát không có phân thân. Phân thân dùng, Bồ Tát dùng thiên nhãn quan sát ở trái đất này, ai khổ mà khiến cho mình đi tới chỗ chiêu quan chiêu trái vậy đó. Phải hiểu nguyên tắc Bồ Tát gọi là khiến mình đến giải quan, bà không có dẫn mình đi đâu mà khiến mình đi, tự nhiên mình đi. Còn mà vị Phật mới là toàn năng toàn giác hơn Bồ Tát, đâu có toàn năng toàn giác đâu. Bồ Tát chỉ có thần thông thôi, còn toàn năng toàn giác của vị Phật ta mới phân thân ứng thân quá thân được. Mà hiểu nguyên tắc này. Dạ thầy con hỏi, cho con hỏi tiếp là nhưng mà cái ý nghĩa của cái việc về truyền bí mật thiền tông á tại chánh điện là có ý nghĩa như thế nào thưa thầy? Có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì cái quyền ký này nó công bố tại đây thì vị Phật có biết có nhiệm vụ mỗi lần truyền tiền là vị Phật đến đây chứng minh thôi. Thấy người đó được dẫn về, khi người đó hết tuổi thọ sẽ thể dẫn về. Còn nếu đến đây 20 người truyền tiền mà thấy được con người thì ông dẫn rồi, còn 19 người kia thôi ông không ai tới nữa, là truyền cho nó vui thôi. Bởi vì nên kỹ lưỡng chỗ này nè. Bởi vì tạo công đức phải tạo cách đàng hoàng, trong sáng đàng hoàng. Bởi vì mình chỉ cần có một máy động mình nghĩ tầm bậy chút là chư Phật biết rồi, thần nó biết rồi, cũng đó thôi. Này nó dỏm, thân Như Lai rút lui đi. Nó nhớ cái chỗ đó là quan trọng, là cái chỗ này nè. Nghe không? Chứ không phải là nói truyền 20 người là đủ 20, không có đâu. Nếu mà 20 người này đồng một lượt thì được. Nhưng mà tôi đã nhớ rằng tất cả trong thế gian này, vì nó có chữ thế gian, thế là đưa vào, gian là gian manh xảo trá, không ai thoát được hai chữ này. Thành ra nó khó chứ không phải vậy. Bây giờ tại sao cái quyền ký này rất hay, cái công bố quyền ký này rất hay, mà tại sao ta chửi? Trên đời không có cái thứ hai. Bởi vậy thành ra ông Phật có nói giờ ông Trần Nhân Tông làm vua của người, làm chúa của trời, không bằng cái pháp môn này đâu. Ông nên biết được cái pháp môn này, cái chuyện vua chúa, cái chuyện nó bỏ đi, nó nằm trong luân hồi đâu ông thôi vậy. Mà Phật nói không chịu nghe, rồi giờ ngồi đó tưởng tượng nói tùm lum là la đó.